mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập về cái phần Pathfinder. Đối với cái logo Pepsi này và cái logo Olympic, đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật này. Ở bài này mình sẽ chỉ vẽ tương đối thôi. Ví dụ mình có một cái hình chữ nhật như thế này, chích màu trước. Sau đó mình có một cái hình hình tròn màu đỏ, hình tròn để lên trên cái tấm màu đỏ này ha. Như thế này. Mình cho một cái màu xanh đi để phân biệt ha. Rồi. Quét chọn hai đối tượng. Đầu tiên mình sẽ Ctrl C để giữ lại cái vòng tròn này trước. Rồi, sau đó quét chọn hai đối tượng và chọn cái lệnh là hình trên cắt hình dưới và cái lệnh minus run. Rồi, mình được hai cái nữa. Thì lúc này để tô hai bên thì mình sẽ ungroup nó ra ha. Và chích màu cho nó thôi. Rồi. Sau đó cái vòng tròn lúc nãy mình cần Ctrl C để giữ lại, giờ mình cần Ctrl F. Tại vì để cho nó đồng tâm với cái vòng ở ngoài ha. Shift và N giữ và phóng nhỏ nó lại. Rồi, mình có một cái vòng tròn giống như thế này. Bây giờ làm sao để chia được hai cái này thành hai cái nữa. Rồi, mình sẽ dùng một cái hình chữ nhật dài như thế này ha. Rồi. Mình sẽ thêm hai cái điểm trên và dưới của cái hình chữ nhật và dùng cái lệnh là để cong một cách trực tiếp. Có một cái miếng giống như thế này đi, mình đặt lên đây để cho nó dễ, thì mình sẽ cho một cái màu khác này. Chọn hai đối tượng, dùng cái lệnh minus run. Ungroup ra, sau đó chích màu, ghi nội dung chữ. Đây mới chỉ là một cái chữ bình thường thôi ha. Để khi mà in mà tránh trường hợp mà bị lỗi phông thì mình sẽ biến nó thành vector luôn ha. Mình chích màu này cho nó đi. Rồi, để biến nó thành vector thì mình sẽ chuột phải và correct align ha. Như ở cái bài đầu mình đã hướng dẫn. Rồi, mình đã có được một cái logo Pepsi ha. Sau đó mình sẽ group nhóm nó lại. Rồi, tiếp theo là cái phần vòng tròn logo Olympic. Mình sẽ vẽ một cái hình tròn và chỉ cho cái stroke thôi. Rồi, mình cho cái stroke nó dày lên một xíu. Chẳng hạn như thế này đi. Rồi, mình sẽ nhân ra. Đưa nó xuống đây trước ha. Nhấn phím An để nhân ra và Ctrl D để nó giữ nguyên cái khoảng cách đó. Sau đó mình sẽ nhấn phím An để nhân thêm một cái ở giữa.
Bây giờ làm sao để chỉnh cho nó ở giữa hai cái đối tượng này ha? Thì đầu tiên mình sẽ chọn hai cái đối tượng trên trước, sau đó là group. Sau khi group xong thì mình sẽ chọn cái nhóm này và cái hình ở dưới, ship chọn thêm ha. Rồi để nó không bị dịch chuyển á, thì mình sẽ chọn cái đối tượng ở trên, tức là cái nhóm á. Khi mà nó hiện ra một cái line màu xanh đậm giống như thế này, tức nghĩa là nó đã lấy cái đối tượng này để căn theo ha. Thì tất cả những cái đối tượng ở dưới sẽ căn theo cái đối tượng mà có cái phần line xanh này. Và mình sẽ cho nó là căn giữa ha. Tiếp tục là mình sẽ ấn group này ra. Chọn hai đối tượng này và group. Làm tương tự giống như hình bên cạnh thôi. Rồi lúc này mình đã căn đều ha. Quét chọn và đẩy nó lên trên thôi. Rồi, chẳng hạn như thế này đi. Rồi, để dùng được cái lệnh pathfinder thì mình sẽ biến tất cả các cái struct này thành cái vector ha. Thì vào cái phần object này, chọn là path và chọn là outline struct. Rồi lúc này các bạn sẽ chích màu theo thôi. Để làm cho hai cái hình mà nó giống như nó sẽ mắc vào nhau á, thì mình sẽ chọn hai đối tượng trước. Sau đó mình sẽ sử dụng cái lệnh pathfinder, đó là cái lệnh divide để chia nhỏ nó ra. Sau đó mình chỉ cần chích màu theo là được. Rồi, ấn group ra. Lúc này mình sẽ lấy cái miếng này là màu xanh ha. Thì nhìn nó sẽ tự động nối vào nhau. Tương tự như thế. À, như vậy là mình đã xong cái phần vòng tròn Olympic ha, cái logo Olympic group và thu nhỏ nó lại. Rồi, tiếp theo sang cái phần bên này ha, thì mình cũng sẽ sử dụng cái lệnh pathfinder. Tại vì cái bài này thì mình sẽ chưa hướng dẫn cái lệnh xoay ha, thì những cái vòng tròn mà nó xoay quanh cái nó ở xung quanh cái tâm này thì mình sẽ vẫn làm thủ công. Rồi, giữ shift và end để được một cái vòng tròn này. Cái màu theo là mình là màu đen ha. Rồi, Ctrl C, Ctrl F để có được một vòng tròn từ tâm phóng vô. Rồi, màu vàng. Sau đó mình sẽ cắt đôi một nửa đi ha. Để cắt cho nhanh thì mình sẽ sử dụng cái Direct Selection Tool này. Chọn nó và khi mà nó hiện một nửa cái tiếp tuyến của một đoạn vòng tròn thì mình sẽ delete.
mình khóa những cái đối tượng ở dưới thì nó sẽ chọn những cái đối tượng ở bên trên mà không khóa thôi ha. Mình sẽ cho nó một cái màu đen và viền màu trắng chẳng hạn thế. Rồi, để mở khóa thì các bạn có thể kích nhanh vào cái ổ khóa bên này. Rồi mình sẽ có một cái hình ellipse. Vẽ nhanh một cái hình ellipse như thế này ha. Thì mình sẽ cho một cái đường viền màu đen. Rồi cho nó lớn lên một xíu. Chẳng hạn như thế này đi. Rồi, để làm cho cái hình này nó nhanh á, thì mình sẽ sử dụng cái phần pen tool ha. Giữ phím An và kích vào cái điểm đầu, hai điểm đầu của hình ellipse. Thì các bạn sẽ được một cái hình dạng như thế này, nhanh. Để cho nó một cái có một cái line mà nó có to có nhỏ giống như thế này thì mình sẽ sử dụng cái uniform. Mình có thể sử dụng cái này ha. Thì nó cũng có thể nhanh. Còn nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể biến nó thành vector và object và chọn path và chọn là outline stroke. Rồi lúc này các bạn có thể chỉnh cái điểm bằng cái công cụ là curl này ha. Nên cái này chẳng hạn. Rồi, tiếp tục là mình sẽ dùng cái lệnh pathfinder ha. Vẽ một cái hình chữ nhật dài ra giống như thế này. Sau đó dùng một cái hình tròn. Chọn tất cả và chọn là cái lệnh gộp. Sẽ đưa cái phần này lên trên ha. Shift và N cho nó nhỏ lại. Cái phần này lúc nãy ví dụ như lúc nãy mình đang có cái một cái phần màu trắng ở trong này là mình để cái phần fill. Nếu mà các bạn muốn xóa cái phần này đi thì chúng ta có thể sử dụng kèm theo cái magic phần tool, tức là chọn một màu, kích vào nó, sau đó là delete. Rồi chúng ta sẽ gộp hai cái phần này lại ha. Ví dụ như chúng ta được cái hình như thế này, còn cái khúc dưới này tiếp tục dùng cái phần vẽ hình chữ nhật này. Mình cho một cái màu giống như vậy ha. Sau đó mình sẽ chọn hai những cái hình này và cho nó một cái màu viền là màu trắng như thế này ha. Ví dụ như cái phần này nó đang là ở trên thì các bạn sẽ cho cái phần cái viền ở ngoài này, nó ở trên thì nó sẽ che đi thôi.
giống như thế này chẳng hạn. Chọn tất cả và group. Mở khóa đối tượng. Tiếp theo cái phần bảy cấp dưới này ha. Đối với cái phần này thì có thêm một cái phần mới, đó là cái lệnh offset path. Đầu tiên mình sẽ vẽ hai cái vòng tròn trước. Rồi, mình sẽ chích màu theo. Rồi, mình sẽ chia nó ra, divide và ungroup. Lúc này mình sẽ chích màu theo cái phần ở dưới này ha. Rồi, sau đó mình sẽ có một cái số 7. Một cái phông khác đi. Chẳng hạn mình có cái số 7 giống như thế này, cho nó nhỏ lại một xíu. Đầu tiên là phòng lớn lên, mình sẽ thấy là cái fill ở bên trong là màu trắng và cái stroke là màu xám ha. Cho cái stroke lớn lên một xíu, thấy đó. Rồi đồng thời đó thì mình sẽ có một cái phần vòng tròn có cái màu và có cái stroke giống như vậy luôn. Mình sẽ biến cái số 7 này thành một cái đối tượng ha, chuột phải và grid align. Sau đó mình sẽ gộp hai cái vòng tròn và cái số 7 thành một ha. Trước tiên mình sẽ Ctrl C để giữ lại cái vòng tròn trước và gộp lại. Rồi. Sau đó mình sẽ Ctrl F để lấy lại cái vòng tròn lúc nãy ha, và cho nhỏ lại để đồng tâm cho một màu đỏ. Chích màu giống. Rồi, ở ngoài cái số 7 này nó có một cái đường viền ở ngoài nữa ha. Thì mình sẽ sử dụng cái lệnh offset path. Nếu các bạn Ctrl C, Ctrl F thì nó sẽ ra một cái nó sẽ không bằng và nó sẽ không từ tâm phóng ra giống như cái vòng tròn ha, giống như thế này. Bỏ vào thì nó sẽ không khớp, cho nên mình sẽ sử dụng cái lệnh offset path đối với cái số 7 này thôi ha. Ví dụ như mình làm cho tất cả những nguyên cái khung mà mình đã gộp lại đi. Object chọn là Path.
Chọn là bát này, chọn outline stroke, bát, và chọn offset bát. Xin lỗi. Khi nếu mình offset là một cái số dương thì nó sẽ ra ngoài, nó sẽ ra ngoài bao nhiêu đơn vị đó. Còn nếu mà mình offset là một số âm thì nó sẽ vào trong ha. Ví dụ như cái chỗ này thì mình sẽ chỉ làm khoảng một thôi, thì nó sẽ nhỏ như thế này ha. Rồi, ok. Và lúc này mình sẽ cho một cái màu khác, nên mình cho, muốn cho màu xanh giống như thế này. Đó, thì nó sẽ tự động có một cái viền như thế này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ viết cái nội dung vào đây ha. Chọn một cái màu trắng. Sau đó mình sẽ group nó lại. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần bài tập của phần Pathfinder.